Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ qua để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài đoạn qua tỉnh Hưng Yên được khởi công tháng 8 năm 2021, dự kiến hoàn thành năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 2.900 tỷ đồng. Tuyến đường với 6 làn xe, trong đó đoạn cuối tuyến giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường nối hai cao tốc mở rộng đồng bộ 14 làn xe. Cùng cây cầu vượt khác mức, hiện tại tuyến đường đang có một số hạng mục hoàn thiện, xe cộ đã có thể lưu thông trên một chiều từ trung tâm huyện Văn Giang tới nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Con đường khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển loạt khu công nghiệp và đô thị của tỉnh Hưng Yên. Điểm đầu của tuyến đường tại vòng xuyến trung tâm huyện Văn Giang kết nối đường tỉnh 379 kéo dài tới Hà Nội. Con đường sau đó chạy xuyên qua huyện Văn Giang - Khói Châu - Yên Mỹ trước khi kết nối vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường nối hai cao tốc. Trên toàn tuyến, các hạng mục chính như nền đường, vạch kẻ, biển báo, đèn chiếu sáng và tín hiệu cũng đã hoàn thành. Đáng chú ý, tuyến đường cũng sẽ kết nối trực tiếp với siêu dự án vành đai 4 vùng thủ đô đang được xây dựng. Hiện xe cộ đã có thể lưu thông theo hướng Hà Nội - Văn Giang - Yên Mỹ. Ở chiều ngược lại, cơ quan chức năng chưa thông xe, tuy nhiên nhiều xe máy vẫn lách qua các thanh chắn để đi vào. Điểm nhấn trên tuyến đường là đoạn cuối tuyến được xây dựng nút giao khác mức với quốc lộ 39 và mở rộng mặt cắt đồng bộ 14 làn xe với đường kết nối hai cao tốc. Tỉnh Hưng Yên kỳ vọng khi hoàn thành toàn bộ công trình, năm 2025 sẽ góp phần khai thác tiềm năng quỹ đất cho công nghiệp đô thị. Đồng thời, đường liên tỉnh cùng với đường nối hai cao tốc sẽ tạo nên trục giao thông kết nối xuyên suốt tỉnh Hưng Yên. Ngày 18 tháng 10 năm 2024, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thảo luận báo cáo số 324 ngày 9 tháng 10 năm 2024 của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng DT382C đoạn từ giao với DT387 đến đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kết luận về chủ trương đồng ý việc đầu tư dự án xây dựng DT382C đoạn từ giao với DT387 đến đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 theo quy định của pháp luật. Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào và các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan triển khai, lập, thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và thực hiện dự án theo quy định của pháp luật, nhất là về đầu tư công, tài chính, ngân sách nhà nước, đất đai, xây dựng, giao thông, quy hoạch, thủy lợi, đê điều và bảo vệ môi trường, đảm bảo phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông và các quy hoạch liên quan của tỉnh Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có hiệu lực. Rà soát, xác định đầy đủ diện tích, cơ cấu, loại đất phải thu hồi và quy mô dự án, tổng mức đầu tư dự án, đặc biệt là chi phí xây dựng, chi phí dự phòng và chi phí giải phóng mặt bằng phù hợp với nhu cầu thực tế, quy mô dự án và đúng quy định của pháp luật, nhất là các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành, an toàn, chi phí đầu tư, suất đầu tư, giá xây dựng, thiết kế và điều kiện xây dựng. Đảm bảo đầu tư dự án đồng bộ hiệu quả và đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy mô, cấp đường, loại đường. Lựa chọn phương án thiết kế kỹ thuật, giải pháp thi công, đầu tư hợp lý hiệu quả tối ưu. Rà soát hệ thống cầu, cống, công trình thủy lợi, các nút giao cắt, điểm đấu nối với các tuyến đường hiện hữu và các tuyến đường trong quy hoạch để có phương án giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan, kiến trúc tổng thể. Đảm bảo việc lựa chọn, quyết định đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật và có đủ năng lực thực hiện dự án hợp đồng. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nếu dự án phải thực hiện tái định cư đối với các hộ gia đình có đất ở bị thu hồi thì phải chủ động xác định vị trí, bố trí quỹ đất để triển khai nhanh khu tái định cư theo quy định của pháp luật. Có phương án đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu triển khai dự án. Dự án nêu trên được triển khai khi đáp ứng đầy đủ các thủ tục, điều kiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo đầu tư dự án hiệu quả, đồng bộ để góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông thị xã Mỹ Hào theo quy định.
Căn cứ kết luận này, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo đôn đốc thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả và tiến độ đề ra, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện. Thông tin thêm về dự án, tuyến đường 382C trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 theo quy hoạch kết nối từ quốc lộ 39A đến cầu sắt quốc lộ 38 rộng 69m là trục đường quan trọng nằm kết nối hai tuyến quốc lộ của Hưng Yên cũng như nhiều khu công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Đoạn đầu tuyến kết nối với quốc lộ 39A đi qua khu đô thị New City. Năm 2004, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt và giao cho công ty Thăng Long là chủ đầu tư để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị phía Bắc đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5, địa chỉ tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Công ty Thăng Long có trách nhiệm thi công tuyến đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 và hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất với nhà nước. Đoạn đầu của dự án đường 382C được hoàn thành từ khoảng năm 2020. Đoạn tuyến tiếp theo đi qua khu công nghiệp Thăng Long 2 đến nay vẫn chưa triển khai xây dựng. Cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường quy hoạch 69m từ đường Phạm Ngũ Lão DT387 qua khu công nghiệp Minh Đức đến cầu sắt quốc lộ 38, thị xã Mỹ Hào, giai đoạn 1. Đây là dự án nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thị xã Mỹ Hào theo quy hoạch được duyệt. Đoạn tuyến đường 382C từ đường 387 đến khu công nghiệp Minh Đức chủ yếu đi qua đất nông nghiệp. Đây là đoạn tuyến quan trọng kết nối các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Hưng Yên. Đoạn tuyến này đi qua hai xã Xuân Dục và Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào. Theo quy hoạch, tuyến đi xuyên qua khu công nghiệp Minh Đức và kết nối với quốc lộ 38 đoạn cầu sắt. Khi được xây dựng và thông xe, đây sẽ là đoạn tuyến kết nối nhiều khu công nghiệp, đô thị cũng như giảm tải cho quốc lộ 5 đoạn qua thị xã Mỹ Hào. Chính phủ vừa có tờ trình số 685 gửi Quốc hội đề án chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Tại tờ trình, Chính phủ đề xuất 19 chính sách đặc thù triển khai xây dựng nhằm đảm bảo tính khả thi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, huy động nguồn lực đầu tư. Theo tờ trình, trên cơ sở lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật, quy mô đầu tư, tham khảo suất đầu tư các dự án đường sắt tốc độ cao đã và đang triển khai trên thế giới, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án trên 1.713 tỷ đồng, khoảng 67,3 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, ước tính các hạng mục chi phí bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 150.000 tỷ đồng, khoảng 5,9 tỷ đô la Mỹ, chi phí xây dựng 846.000 tỷ đồng, khoảng 33,2 tỷ đô la Mỹ, chi phí thiết bị gần 281.000 tỷ đồng, khoảng 11 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra còn có chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và nhiều khoản chi phí dự phòng khác. Theo kế hoạch, tiền khả thi, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam dự kiến đầu tư công trình tuyến khoảng 60% là cầu, 10% là hầm và 30% là nền đất, nên suất đầu tư dự án khoảng 43,7 triệu đô la Mỹ 1 km. Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam được đánh giá là dự án trọng điểm quốc gia, sẽ có nhiều tác động đến một số ngành kinh tế của nước ta, đặc biệt theo kinh nghiệm quốc tế để phát triển ngành công nghiệp đường sắt. Các quốc gia cần làm chủ công nghệ lõi, các ngành công nghiệp phụ trợ vững mạnh và nguồn vốn lớn để đầu tư vào công nghệ cũng như cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của Việt Nam có dịp được phát huy năng lực. Nhằm giải quyết bài toán này, trong những chính sách đặc thù đề xuất, Chính phủ đặc biệt quan tâm vấn đề danh mục sản phẩm công nghiệp đường sắt, công nghiệp hỗ trợ phục vụ dự án thuộc nhóm mặt hàng cho tổ chức doanh nghiệp Việt Nam. Chính phủ đặc biệt đề xuất ưu tiên lựa chọn tổng thầu, nhà thầu cam kết chuyển giao công nghệ mới mà trong nước chưa có. Người đứng đầu Chính phủ được quyết định các sản phẩm công nghiệp đường sắt, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp khác phục vụ dự án mà trong nước có thể sản xuất được. Đối với các sản phẩm công nghiệp đường sắt phục vụ dự án mà trong nước có thể sản xuất, chủ đầu tư, tổng thầu phải ưu tiên đặt hàng từ doanh nghiệp Việt Nam. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng,
chủ đầu tư phải quy định điều khoản cụ thể về lộ trình, nội dung chuyển giao công nghệ với tổng thầu, nhà thầu theo danh mục chuyển giao công nghệ. Trong nhóm chính sách huy động nguồn lực, Chính phủ đề xuất Thủ tướng sẽ quyết định sử dụng các nguồn vốn như trái phiếu chính phủ, vốn ODA và các khoản vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài có chi phí khoản vay thấp hơn khoản vay trong nước và ít điều kiện ràng buộc. Dự án sẽ được phân bổ đầy đủ nguồn vốn theo nhiều kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn, đảm bảo phù hợp với tiến độ triển khai. Thủ tướng cũng sẽ quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm, bao gồm việc điều chỉnh ngân sách trung ương giữa các bộ cơ quan trung ương và địa phương, miễn là không làm thay đổi tổng mức vốn trung hạn và hàng năm đã được Quốc hội phê duyệt. Trường hợp cần thiết, Chính phủ trình Quốc hội quyết định điều chỉnh chỉ tiêu bộ chi ngân sách nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ để huy động vốn cho dự án. Ngoài ra, trong tờ trình, Chính phủ đề xuất các chính sách nhằm bảo đảm khả thi và đẩy nhanh tiến độ thực hiện huy động nguồn lực đầu tư, phân cấp, phân quyền đầu tư, tạo nguồn nhân lực và phát triển công nghiệp. Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo Chính phủ kế hoạch nghiên cứu quy hoạch hai tuyến đường sắt Hà Nội, Đồng Đăng, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái, Quảng Ninh kết nối Trung Quốc. Cụ thể, dự án tuyến đường sắt Hà Nội, Đồng Đăng chiều dài khoảng 156 km, điểm đầu tại cửa khẩu Đồng Đăng, điểm cuối tại ga Yên Viên, kết nối thủ đô Hà Nội với một số tỉnh phía Đông Bắc, Bắc Ninh, Bắc Giang và Lạng Sơn và kết nối liên vận quốc tế với Trung Quốc qua cửa khẩu liên vận quốc tế đường sắt Đồng Đăng. Dự kiến quy mô đầu tư khổ đường 1.435 mm, điện khí hóa vận tải hành khách và hàng hóa, tốc độ tàu khách 160 km/h, tàu hàng khoảng 120 km/h, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6 tỷ USD. Dự án tuyến đường sắt Hải Phòng Hạ Long Móng Cái chiều dài khoảng 187 km, thuộc tuyến đường sắt Quảng Ninh Hải Phòng Thái Bình Nam Định, điểm đầu tại ga Nam Đình Vũ, phường Hải An, thành phố Hải Phòng, điểm cuối tại điểm nối ray gần khu vực cầu Bắc Luân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tuyến kết nối các tỉnh ven biển phía Bắc và kết nối liên vận quốc tế với Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Dự kiến quy mô đầu tư khổ đường 1.435 mm, điện khí hóa vận tải hành khách và hàng hóa, tốc độ tàu khách 160 km/h, tàu hàng khoảng 120 km/h, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 7 tỷ USD. Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc để nghiên cứu lập kế hoạch làm cơ sở triển khai công tác chuẩn bị đầu tư. Bộ cũng đã giao Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với phía Trung Quốc để triển khai nghiên cứu lập kế hoạch chi tiết hoàn thành năm 2025, làm cơ sở đánh giá tính khả thi, xác định lộ trình đầu tư. Với mục tiêu giao thông đi trước mở đường, tỉnh Bình Định phấn đấu đến năm 2025 sẽ thi công hoàn thành một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ, chất lượng nhằm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21. Mục tiêu của kế hoạch phấn đấu đến ngày 31 tháng 3 năm 2025 hoàn thành các công trình tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía tây đầm Thị Nại, xây dựng tuyến đường tránh phía nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, xây dựng tuyến đường nối từ quốc lộ 19 đến khu công nghiệp Becomex V-Ship Bình Định kết nối với cảng Quy Nhơn, đoạn tuyến chính, tuyến đường tránh DT-633 đoạn từ núi Gành đến giáp đường ven biển DT-639, phấn đấu đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, hoàn thành công trình tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh DT-638 đến đường ven biển DT-639 trên địa bàn huyện Phú Mỹ. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 năm 2025, hoàn thành các công trình đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân. Toàn bộ công trình xây dựng tuyến đường nối từ quốc lộ 19 đến khu công nghiệp Becomex V-Ship Bình Định kết nối với cảng Quy Nhơn, bao gồm đoạn tuyến nhánh kết nối với tuyến đường tránh phía nam thị trấn Phú Phong và thông xe kỹ thuật công trình đường ven biển tỉnh Bình Định. Đoạn cắt tiến Diêm Vân hoàn thành hạng mục móng cấp phối đá răm. Theo kế hoạch, phong trào thi đua cao điểm sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 11 năm 2024, sơ kết vào tháng 4 năm 2025 và tổng kết vào tháng 10 năm 2025.